ba nhà lãnh đạo EU liều lĩnh thăm Kiev. Sau trận pháo kích tàn nhẫn, Kiev như một bộ phim thảm họa. Nhà xác Belarus quá tải vì thi thể quân đội Nga. Ông Zelensky cảm ơn người phụ nữ tạo nên cảnh tượng chấn động trên sóng truyền hình trực tiếp Nga. Tỷ phú Elon Musk đáp trả những người ủng hộ ông Putin và tuyên chiến lần hai, lần này cho tăng mức cược. Nga nói với Trung Quốc 4 điều. Phương Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của tin thế giới trưa ngày 16 tháng 3 của DKN TV. Đã là ngày thứ 20 kể từ khi quân đội Nga tiến vào Ukraine và Kiev, thủ đô của Ukraine, vẫn bị quân đội Nga bao vây. Thủ tướng các nước Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovenia đã tới Kiev hôm 15 tháng 3 để gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Hiện thủ đô Kiev của Ukraine vẫn đang bị quân đội Nga bao vây. Thủ tướng Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovenia đã đáp chuyến tàu tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. Đây là chuyến thăm đầu tiên của các nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petra Fiala và Thủ tướng Slovenia Janez Janša, ba thủ tướng Liên minh châu Âu, đã đi qua biên giới Ba Lan-Ukraine lúc 7 giờ GMT hôm 15. Ba thủ tướng dự kiến gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev lúc 18 giờ GMT. Ông Michael Dvořák, tránh văn phòng Thủ tướng Ba Lan, cho biết, tại Kiev, ngoài việc thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine, các thủ tướng sẽ đưa ra các chương trình trợ giúp cụ thể và ba thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal. Bên lề cuộc họp không chính thức tại cung điện Versailles ở Pháp vào tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki đã thông báo với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel về ý định công du Kiev. Ông Morawiecki đã thông báo rằng ông sẽ đi cùng với hai thủ tướng khác. Sau khi biết chuyện, quan chức EU trả lời rằng EU hoàn toàn ủng hộ Ukraine, nhưng cũng chỉ ra rằng chuyến thăm vào thời điểm này là một rủi ro an ninh. Quan chức Hội đồng EU nhấn mạnh rằng chuyến thăm Ukraine của ba thủ tướng không được Hội đồng EU thông qua vì 27 nước thành viên chưa thông qua bất kỳ quyết định nào về việc này. Chuyến thăm Ukraine của ba thủ tướng vào thời điểm này được thực hiện khi Nga tiếp tục tấn công Kiev. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã ban bố lệnh giới nghiêm từ 8 giờ sáng ngày 15 đến 7 giờ sáng ngày 16 và chỉ những người có thẻ đặc biệt mới có thể di chuyển trong thành phố. Hiện chưa rõ lệnh giới nghiêm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuyến thăm của các nhà lãnh đạo EU. Quốc hội Ukraine, còn được gọi là Verkhovna Rada, đã gia hạn trạng thái thời chiến của đất nước thêm 30 ngày kể từ ngày 26 tháng 3, theo một báo cáo do hãng thông tấn vệ tinh Strana.ua của Nga công bố. Vào ngày 14 tháng 3, trong cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine, quân đội Nga đã cho nổ tung một tòa nhà chung cư, các mảnh vỡ từ một tên lửa đánh chặn rội xuống thủ đô Ukraine như một bộ phim thảm họa. Sau trận pháo kích tàn nhẫn của quân xâm lược, Kiev, một trong những thành phố đẹp nhất ở Liên minh châu Âu, trông giống như trong một bộ phim khải huyền. Các mảnh vỡ rơi xuống một chiếc xe buýt và một chiếc ô tô và vụ tấn công khiến một người chết và hàng chục người bị thương, trong khi một người đi bộ may mắn sống sót. Quân đội Nga đang áp sát thủ đô và giao tranh vẫn diễn ra dữ dội ở ngoại ô với 2 người chết và 7 người bị thương tại một nhà máy sản xuất máy bay gần đó. Sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ xây dựng lại mọi đường phố và tòa nhà của Ukraine đã bị phá hủy. Khi cuộc tấn công của Nga và Ukraine tiếp tục ở Kiev, một nhóm được triển khai để giúp đỡ những người dân bị thương của một ngôi nhà bị phá hủy do pháo kích. Tòa nhà được chụp ảnh trước vụ tấn công từng là nơi sinh sống của hàng trăm người Ukraine, nhưng giờ đã biến thành đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ dập tắt các tòa nhà bị phá hủy và cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp tục trên khắp Ukraine. Những ngày gần đây, Nga tăng cường tấn công Kiev, các cuộc không kích trút xuống thành phố Kiev trong khi giao tranh và pháo kích ở vùng ngoại ô vẫn chưa ngớt. Quân đội Nga đang dần tiếp cận thành phố và tiếp tục bao vây thành phố cảng Mariupol, miền nam nước này, nơi được cho là đã có gần 2.200 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong khi các lực lượng Nga mở rộng các cuộc tấn công, không có tiến triển lớn nào đạt được trong 24 giờ qua. Bà Lyudmila Evskaya, 62 tuổi, sống với chồng Viktor, 63 tuổi, và con trai Sergei, 31 tuổi, đang ngủ trong căn hộ khi tên lửa lao vun vút lúc 5 giờ sáng. Khi ngồi trên đồng cỏ, chờ người thân đến đón, bà đã mô tả lại sự khủng khiếp của chiến tranh.
tôi thức dậy trong một cơn mưa thủy tinh. Tất cả cửa sổ đều vỡ tan và thủy tinh bay trong không khí. Không có bất kỳ cảnh báo nào, vụ nổ xảy ra trong một giây và sau đó mọi thứ bị phá hủy. Chúng tôi mất tất cả. Chúng tôi chạy xuống cầu thang chỉ với hộ chiếu và một bộ dự trữ khẩn cấp với một ít thức ăn. Tôi tìm thấy con chó Martha của mình, nhưng hai con mèo Misha và Martha của tôi đã biến mất. TV, máy tính xách tay của tôi, mọi thứ đều bị phá hủy. Đó là một căn hộ rất đẹp với 3 phòng. Gia đình chúng tôi rất thích sống ở đây và chúng tôi đã sống ở đây từ năm 2004. Một người phụ nữ với một con chó con trên tay trước một tòa nhà chung cư bị phá hủy do pháo kích cho biết: "Tôi vẫn còn run," cô nói và lau nước mắt. "Đầu tôi vẫn còn choáng váng, thật khó để nhớ những gì đã xảy ra. Bạn tôi đã đưa cho chúng tôi chìa khóa căn hộ của cô ấy và tôi không biết chúng tôi có thể ở Kiev bao lâu." Natalia, 62 tuổi, nói: "Tôi đã xem đoạn video và phát hiện ra rằng đó là căn hộ của chúng tôi. Chúng tôi không sống ở đó nữa. Chúng tôi cho một thanh niên thuê căn hộ. Bây giờ anh ta đã bỏ chạy và anh ta rất sợ hãi. Căn hộ của chúng tôi ở tầng 1, mọi thứ đã bị phá hủy." Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết nỗi đau khổ ở Mariupol là vô cùng lớn, với hàng trăm nghìn người phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men. Thi thể của dân thường và chiến binh vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hoặc nằm ở nơi họ ngã xuống, Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cho biết trong một tuyên bố. Nga đã bước vào tuần tấn công Ukraine thứ 3 kể từ ngày 24 tháng 2. Các nhà chức trách Ukraine cho biết hơn 12.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh cho đến nay. Theo các nguồn tin, từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, một số bệnh viện của Belarus đã được sử dụng làm nhà xác cho quân đội Nga, lần lượt tiếp nhận những người lính Nga đã chết. Các nhân viên y tế địa phương cũng bị đe dọa niêm phong miệng và ký vào các tài liệu mật. Theo báo cáo của BBC và đài châu Âu tự do RFI, Nga không ngờ rằng trận chiến này sẽ kéo dài và nước này cũng mất một số lượng lớn quân lính. Kể từ khi Tổng thống Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nhiều bệnh viện ở các thành phố Homel, Mazir và Narolia của Belarus, những nơi gần với biên giới phía bắc Ukraine, đã lần lượt giúp tiếp nhận thi thể quân đội Nga. Nguồn tin cho biết, không ai biết các thi thể được chôn cất hay cất giữ trong nhà xác. Ngay cả các bác sĩ cũng không biết là bao nhiêu, thật sự rất đáng sợ. Báo cáo chỉ ra rằng, do nhà xác của nhiều bệnh viện đã chật kín và rất khó tìm, một đoạn video vào tuần trước đã xác nhận rằng nhân viên địa phương ở các thành phố Gomel và Mozily của Belarus đang mang xác lên tàu, họ đang dự định gửi nó đi nơi khác. Các nhân chứng chỉ ra, số lượng xác chết thật đáng sợ, các nghĩa trang của những ngôi làng gần Mozily đều bị phong tỏa, có thể họ đã chôn cất những người lính Nga ở đó. BBC dẫn lời hãng truyền thông Belarus Nexta đưa tin, thi thể không được cất trong tủ đông mà được thay thế bằng một chiếc tủ đơn giản 1,5 x 1,5 mét, không chỉ bốc mùi mà còn thối rữa khiến hiện trường khá khó coi. Belarus là một trong số ít quốc gia công khai ủng hộ hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine. Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố sẽ không để quân đội tham chiến, nhưng đã bắn một số tên lửa và giúp các binh sĩ Nga sơ tán. Như tin đã đưa, một phụ nữ đã làm gián đoạn chương trình phát sóng truyền hình Nga để phản đối việc Nga xâm lược Ukraine, yêu cầu người xem không tin vào những lời tuyên truyền. Fox News đưa tin, trong khi đài truyền hình lớn của Nga đang phát sóng trực tiếp, một người phụ nữ bất ngờ đột nhập vào phòng phát sóng trực tiếp và cầm tấm biểu ngữ có nội dung: "Hãy ngừng chiến tranh, đừng tin vào những lời tuyên truyền, họ đang nói dối bạn ở đây." Và câu "Người Nga chống chiến tranh" viết bằng tiếng Anh. Cô cũng hét lên một số từ và sau đó chương trình phát sóng trực tiếp bị ngắt và chuyển sang các chương trình khác đã được ghi sẵn. Channel One Russia là một đài truyền hình rất lớn, là đài truyền hình đầu tiên được thành lập ở Nga, phát sóng trên toàn quốc, với lượng khán giả toàn cầu theo dõi là 250 triệu. Vì vậy, hành động của cô ấy có thể được thấy ở khắp nước Nga. Người phụ nữ sau đó được xác định là biên tập viên của Channel One, Maria Ovsyannikova. Trước khi vụ việc xảy ra, cô đã đưa ra một video tuyên bố lên án ông Putin. Cô ấy đã thu trước những gì mình định nói. Cô nói trong tuyên bố video rằng, những gì đã xảy ra ở Ukraine là một tội ác. Nga là kẻ xâm lược và chỉ có một người chịu trách nhiệm về nó, và người đó là Vladimir Putin. Cô nói, cha tôi là người Ukraine và mẹ tôi là người Nga. Họ chưa bao giờ là kẻ thù của nhau. Nga phải chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức. Hai quốc gia anh em như anh em vẫn có thể đến với nhau. Tiếp theo là lời thú nhận của chính cô ấy. Thật đáng buồn, tôi đã làm việc ở Channel One trong vài năm qua, làm công việc tuyên truyền cho Điện Kremlin, và bây giờ tôi rất xấu hổ về điều đó. Tôi rất xấu hổ.
Tôi đã nói dối trên TV, tôi xấu hổ vì tôi đã tham gia vào việc biến người dân Nga thành thây ma khi mọi chuyện bắt đầu vào năm 2014, năm diễn ra cuộc xâm lược Crimea của Nga. Thật đáng xấu hổ khi chúng tôi giữ im lặng, khi Điện Kremlin đầu độc Alexei Navalny, chúng tôi không phản kháng, chúng tôi đã âm thầm theo dõi chế độ chống lại con người này. Bây giờ thế giới đã quay lưng lại với chúng ta, cả thế giới lại quay lưng lại với chúng ta. Nỗi xấu hổ về cuộc chiến này sẽ không thể rửa sạch bởi 10 thế hệ chúng ta. Hãy thoát khỏi sự xấu hổ của cuộc chiến này. Họ không thể tống tất cả chúng tôi vào tù. Hãy bước ra và phản đối, đừng sợ hãi. Cô nhắc tới Navalny, một nhà bất đồng chính kiến người Nga từng bị đầu độc bởi gián điệp Nga và sau đó bị bắt và bỏ tù. Sau sự việc này, tất nhiên mọi người quan tâm nhất đến số phận của cô. Channel One của Nga ra thông báo cho biết họ đang điều tra vụ việc. Các nguồn tin nói rằng cô ấy có thể phải ngồi tù vì điều đó. Nga vừa thông qua một đạo luật. Nếu cô ấy phản đối chiến tranh hoặc tung tin thất thiệt về chiến tranh, cô ấy sẽ bị tù 5 năm. Tuy nhiên, theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Kevin Rothrock của tờ báo độc lập tiếng Anh Nga Medusa nhấn mạnh rằng Maria có thể phải đối mặt với tội danh nhẹ và có thể dẫn đến vài ngày tù giam chứ không phải là án tù. Hôm 16, có tin Maria được trả tự do sau hơn 14 giờ thẩm vấn bị giam giữ. Cô không nhận tội tại phiên tòa. Một tòa án địa phương ở Nga chỉ phạt cô 30.000 rúp, tương đương khoảng 280 đô la vì xâm phạm phòng phát sóng trực tiếp. Ngoài ra, tòa án còn tuyên bố tranh án cho Ovsinikova về đoạn video được đăng tải trên Internet lên án về hàng chục nghìn quân Nga và Ukraine, đồng thời hủy bỏ 10 ngày giam giữ cô. Sự dũng cảm của Maria được ca ngợi trên mạng xã hội. Nhiều người so sánh cô với biểu tượng người xe tăng nổi tiếng khi đứng trước xe tăng quân sự ở quảng trường Thiên An Môn để phản đối Trung Quốc vào năm 1989. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Ovsyannikova trong một bài phát biểu trên truyền hình. Ông nói, tôi cảm ơn những người đã đấu tranh chống lại thông tin sai lệch và nói với người thân và bạn bè của họ sự thật. Cá nhân tôi cũng muốn cảm ơn những người phụ nữ đã đến trường quay Channel One với tấm áp phích phản chiến. Kể từ khi Putin phát động cái mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, Moscow đã chặn mạng xã hội ở quê nhà và bắt giữ khoảng 15.000 người biểu tình phản chiến. Sau khi tỷ phú Mỹ Elon Musk công khai tuyên chiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Chechnya và lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga, những người ủng hộ Putin, đã trả lời trên Twitter. Ông Musk cũng không hề tỏ ra yếu đuối và đáp trả bằng cách đăng một bức ảnh ông Putin cưỡi gấu, còn ông cầm súng phun lửa và tuyên chiến một lần nữa. Elon Musk, người không hài lòng với cuộc xâm lược quân sự của Nga và Ukraine, đã thu hút hơn 300.000 cư dân mạng ủng hộ ông sau khi đăng dòng tweet hôm thứ Hai rằng ông thách thức ông Putin và yêu cầu ông có một cuộc đối đầu trực tiếp. Sau đó, Tổng thống Chechnya hiện tại Ramzan Kadyrov, người ủng hộ Putin, đã trả lời trên Twitter rằng Musk, tôi sẽ không khuyên bạn đấu với Putin, hạng cân của bạn quá khác biệt. Rogozin, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga, cũng đã tweet lại và gọi ông Musk là quỷ nhỏ, chế nhạo ông là quá yếu và khuyên ông đừng lãng phí thời gian. Elon Musk sau đó đã đáp trả cả hai người ủng hộ Putin nói trên. Tôi nghĩ ông là một nhà đàm phán cứng rắn, Musk đã tweet trêu chọc Rogozin. Được rồi, ông có thể có thêm 10% tiền cược. Sau đó, Musk đã đăng một bức ảnh tổng hợp của Putin cưỡi gấu cởi trần được lan truyền rộng rãi trên Internet và kèm theo bức ảnh ông Musk đang cầm một khẩu súng phun lửa. Bức ảnh đi kèm một câu ngắn gọn, hãy chọn đấu sĩ của bạn, một lần nữa công khai tuyên chiến với ông Putin theo cách này. Ngoài ra, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk cũng trả lời một cư dân mạng khác, người cho rằng Putin sẽ dễ dàng thắng trận. Ông Musk viết, nếu Putin có thể hạ nhục phương Tây dễ dàng như vậy, ông ấy sẽ chấp nhận thử thách, nhưng ông ấy sẽ không đâu. Câu trả lời của ông đã thu hút hơn 80.000 lượt thích và 10.000 lượt đăng lại trên Twitter. Chuyên gia các vấn đề thời sự gốc Hoa, Vương Đan, đã có bài bình luận với tựa đề Nga đã nói với Trung Quốc 4 điều. Sau đây là những nội dung chính trong bài viết được đăng trên China News. Mặc dù Nga đã chuẩn bị cho cuộc xâm lược Ukraine từ lâu, nhưng cộng đồng quốc tế đã đạt được sự nhất trí rằng cuộc chiến đã phát triển cho đến ngày nay và dù kết quả cuối cùng có ra sao thì nước Nga đã thất bại về mặt quân sự. Về vấn đề này, Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đứng nhìn ngọn lửa từ phía bên kia, cũng phải có một chút xúc động. Tôi nghĩ có ít nhất 4 bài học mà Bắc Kinh nên học từ cuộc chiến này. Thứ nhất, chiến tranh là một ngành kinh doanh rất tốn kém. Lần này, sự tiến bộ kém cỏi của quân đội Nga gần như trở thành một vở hài kịch, cho thấy thế giới bên ngoài đã đánh giá quá cao sức mạnh quân sự của Nga.
Những gì chúng ta thấy thực ra không phải là một cuộc chiến tranh hiện đại thực sự, mà là một bản sao của Thế chiến thứ hai. Mặc dù vậy, ngân sách hàng ngày mà Nga phải chi trả cho cuộc chiến này đã trở thành gánh nặng rất lớn đối với họ. Và nếu theo các thông số kỹ thuật của chiến tranh hiện đại thực sự, để có được ưu thế áp đảo trên chiến trường, từ mạng dữ liệu vệ tinh đến chế áp đường không toàn diện, từ vùng phủ sóng toàn tần số điện tử đến sự phối hợp hỏa lực của quân đội và hàng không, từ hỗ trợ tình báo đến cung cấp hậu cần, chi phí của nó e rằng phải hơn hàng chục tỷ đô la một ngày. Tất nhiên, nguồn lực tài chính của Trung Quốc tốt hơn nhiều so với Nga, nhưng với sự suy giảm nghiêm trọng trong tăng trưởng kinh tế, áp lực lớn về nợ của chính quyền địa phương và các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đảo mà họ chắc chắn sẽ phải đối mặt khi chiến tranh nổ ra, kho bạc của Trung Quốc có thể hỗ trợ cuộc chiến quy mô trong được bao lâu? Thực sự là một câu hỏi khó. Thứ hai, tình trạng khó khăn hiện nay mà Nga đang gặp phải là một lần nữa chứng tỏ một điều. Chiến thắng trong một cuộc chiến không chỉ là về ưu thế quân sự, thậm chí là ưu thế áp đảo. Chiến tranh luôn là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố. Có thể thấy từ cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, Nga không chỉ phải đối mặt với sự kháng cự quân sự của Ukraine mà còn cả các yếu tố chính trị, bao gồm sự trỗi dậy trong nhóm cầm quyền và sự ràng buộc của các lực lượng phản chiến trong nước, cũng như các yếu tố kinh tế bao gồm đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế từ các nước phương Tây và tăng chi tiêu quân sự khổng lồ. Cũng như các yếu tố ngoại giao như áp lực đoàn kết chưa từng có trong cộng đồng quốc tế và các yếu tố dư luận như áp lực do lên án đạo đức một chiều trên Internet. Đánh giá tình hình hiện tại, thứ mà Nga đã mất không chỉ là lợi thế quân sự mà còn là sức mạnh toàn diện. Và một khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan, ngoài ưu thế quân sự cần được kiểm tra, liệu các yếu tố chiến tranh khác có thể đối phó được hay không là điều mà Bắc Kinh phải cân nhắc. Thứ ba, từ sự phát triển của cuộc xâm lược Ukraine của Nga, chúng ta có thể thấy rằng từ góc độ quân sự và tinh thần của nhân dân, bên xâm lược đương nhiên thua kém bên bảo vệ quê hương của mình. Với sự đoàn kết của thế giới, quân dân Ukraine do Tổng thống Zelensky chỉ huy ở vào tình thế bị động về quân sự, nhưng nhuệ khí lên cao. Mặt khác ở Nga, sau khi cuộc chiến bị đình trệ 10 ngày, đã xảy ra tình trạng nghiêm trọng, đó là vấn đề về tinh thần thấp. Một người lính Nga được cho là đã thú nhận sau khi bị bắt. Bởi vì cuộc chiến chống lại Ukraine là không có tính chính nghĩa, một cuộc bạo động đã nổ ra trong quân đội Nga. Hiện giờ ông Putin không tin tưởng vào quân đội của mình và đang sử dụng sự đàn áp theo kiểu Stalin. Ông Putin đã ra lệnh cho lãnh đạo quân đội tiếp tục triển khai tiểu đội giết người để giết những người muốn đào ngũ. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan trong tương lai, nó nhất định sẽ phải đối mặt với vấn đề tinh thần của quân đội. Nếu vấn đề này không thực sự được để ý, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không thể dự đoán chính xác diễn biến cuộc chiến. Thứ tư, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn tấn công Đài Loan bằng vũ lực, điều đáng sợ nhất là sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ. Mặc dù có thể thấy từ việc rút quân khỏi Afghanistan cho đến khi Nga xâm lược Ukraine, đương kim Tổng thống Mỹ Biden có thể không mấy mặn mà với việc điều quân đến bảo vệ Đài Loan, nhưng cũng có thể thấy từ tình hình ở Ukraine mà Mỹ đã làm, không gửi quân, điều đó không có nghĩa là sẽ không có can thiệp quân sự. Nói cách khác, có nhiều cách hơn để Mỹ can thiệp quân sự. Như thế giới bên ngoài đã thấy, quân đội Nga bị áp chế hoàn toàn trong cuộc chiến tình báo lần này. Mọi bước kế hoạch tác chiến đều bị lộ hoàn toàn trước mặt quân đội Ukraine. Điều này khiến quân đội Nga vô cùng bị động. Rõ ràng có một yếu tố đằng sau sự can dự thực sự của Hoa Kỳ và NATO. Trong chiến tranh hiện đại, tầm quan trọng của thông tin tình báo là điều hiển nhiên, và một khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, v.v. về tình báo và các khía cạnh khác sẽ không kém gì việc đưa quân trực tham chiến. Trước tình hình nước Nga ngày nay, liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có từ bỏ ý định dùng vũ lực với Đài Loan hay không? Ông Vương Đàn cho biết, tôi e rằng rất khó nói, nhưng những bài học từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga, tôi tin rằng Bắc Kinh không thể bỏ qua. Thưa quý vị, mục tin thế giới trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SipChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.